Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp tai nạn giao thông từ xe độ chế, tuy nhiên, sự nguy hiểm của các loại xe thanh thiếu niên tại địa phương huyện Di Linh đang sử dụng để tham gia giao thông đang có chiều hướng phức tạp. Nhất là khi các đối tượng sử dụng các loại xe độ chế phóng nhanh vượt ẩu, tụ tập lạng lách đánh võng và tổ chức đua trái phép vào ban đêm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bỏ học, nói dối đi làm và trộm xe máy của gia đình cùng nhóm bạn tụ tập lạng lách đánh võng trên đường đêm khuya là những điều mà chị Mai Thị Minh thôn 7 xã Gia Hiệp huyện Di Linh biết sau khi nhận giấy mời triệu tập cùng những hình ảnh mà đội cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh cung cấp. Chị Mai Thị Minh mới bàng hoàng khi biết về hành vi vi phạm của con mình đang gây ra những hệ lụy không nhỏ, ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông xung quanh. Thấy con tôi cũng phải biết vậy là cũng sai phạm lỗi của giao thông. Nên hôm nay tôi đưa con tôi lên đây để trình báo với bên công an giao thông. Thì cho công an giao thông nó chăm đe cháu. Tôi cũng cố gắng về nhà để dạy bảo cháu là lạng lách đánh võng như thế là sẽ sai với pháp luật. Rồi sẽ răn đe cháu không cho cháu đi xe đi gội ra đường nữa. Cùng em cùng với tụi bạn đi trên đường là đi kiếm phòng trọ để đi làm mà không có phòng trọ rồi một đám tụ tập với nhau là đua xe. Rồi sao nữa mà bị bắt? Đua xe trái phép rồi là lạng lách đánh võng trên đường. Dạ, thấy hành vi sai. Dạ, mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi lầm của mình. Như thế nào? Dạ, là chưa đủ tuổi không được lái xe. Đi ra đường phải đội mũ bảo hiểm đàng hoàng. Còn đây là Ca Việt ở thôn 6 xã Tân Châu, cũng là một trong những thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế nẹt bô xe gây tiếng ồn lớn, tụ tập chạy xe tốc độ cao, đánh võng trên đường gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tại trụ sở, sau khi được giải thích về hành vi của mình, em Ca Việt đồng ý ký vào cam kết không tái phạm trật tự an toàn giao thông. Phạm trật tự an toàn giao thông. Em hứa sẽ không bao giờ chạy xe lạng lách đánh võng, không không quậy phá xe trong làng, trong xóm, đi đường đội mũ bảo hiểm trước khi tham gia an toàn giao thông. Theo đội cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh, các mô tô này đều không có giấy tờ hợp lệ, hầu hết đã được tháo ráp độ chế, thay đổi thiết kế ban đầu. Phần lớn các xe đều được thay đổi hệ thống phanh, lốp còi, đèn chiếu sáng. Nhiều chiếc chỉ còn bộ khung sắt, mặt nạ xe đều bị tháo để tránh sự cản gió. Độ lớn ống dẫn xăng để lượng xăng chạy nhanh, xe chạy bốc hơn. Bộ xe tự chế lớn hơn để thoát nhanh hơn, xe mạnh hơn. Hầu hết các xe này đã được đun sên, xoáy nòng, thay đổi công năng, kết cấu phục vụ mục đích biểu diễn đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Điều đáng quan ngại phần lớn là lứa tuổi thanh niên, thiếu niên. Trong thời gian qua, Công an huyện Di Linh đã chủ động mở đợt ra quân truy quét quái xế về đêm trên địa bàn huyện, tạm giữ 98 xe máy độ chế. Thì chúng tôi đã tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với lại phòng cảnh sát giao thông PC-7, phối hợp công an các xã thị trấn và tổ công tác liên lực lượng công an huyện để tiến hành triển khai tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn và đặc biệt tập trung vào những ngày giờ cao điểm. Thì kết quả trong cái cao điểm thì chúng tôi đã tiến hành triển khai xử lý 37 đối tượng vi phạm về nồng độ cồn và hơn 100 trường hợp vi phạm thanh thiếu niên khác biệt, trong đó có 98 đối tượng sử dụng các phương tiện xe mô tô độ chế gây bất trật tự giao thông, gây rối trật tự công cộng. Thì chúng tôi đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các phương tiện nói trên. Khi mà các đối tượng đến xử lý yêu cầu khắc phục phương tiện theo trả về nguyên trạng ban đầu, viết cam kết chấp hành theo luật giao thông đường bộ để mà đảm bảo cái trật tự giao thông. Trong thời gian đến, đội cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh tiếp tục tăng cường rà soát kiểm tra trực tiếp và qua hình ảnh xử lý các loại phương tiện này, trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tuy vậy, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông, cần có sự phối hợp đồng bộ của các hội đoàn thể, chính quyền địa phương. Đồng thời, phụ huynh học sinh và gia đình thường xuyên quan tâm đến con cái trong mọi hoạt động để biết và ngăn ngừa các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông từ sớm, vì sự an toàn của chính mình và của người khác, nhằm phòng ngừa, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
tấn chuối chín đang tận dụng làm thức ăn cho dê, bò. Nhằm hỗ trợ người trồng chuối ở Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 2017, hệ thống siêu thị Bixi triển khai chương trình bán chuối già hương không lãi, hỗ trợ nông dân Đồng Nai.